Kính chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương cùng với em Nô và Bí Thư Già nữa. Bí Thư Già đang cầm máy quay. Là anh em chúng cháu đang trên đường đi vào Đồng Văn. Và lý do tại sao hôm nay anh em chúng cháu vào đây ấy, bởi vì cũng có bà Ngô Thị Tị trước, bà cũng có gửi về một cái túi quà cho chị gái của em Nô. Thì ở đây đây, các bác đây. Đứng qua anh em chúng cháu có để đây à? Do là thời gian vừa qua thì chị gái của em Nô ấy cũng đã về nhà chồng rồi. Bây giờ muốn mang quà đi phải đi sang tận bên nhà chồng, mà nhà chồng là ở bên Đồng Văn này. Hôm nay là cũng đang thời gian đang dở việc nhà của em Nô ấy, thì anh em cũng cháu cũng tranh thủ thời gian đi sang bên đấy để trao phần quà của bà Ngô Thị Tị cho chị gái em Nô. Thêm nữa là ngày hôm nay anh em cháu đi vào ấy thì cũng có trích cái quỹ của chú Kevin Trần là 500.000 để mua gạo cũng như là một ít sữa cho con của MZ. Đây anh em chúng cháu mang về đây. Và trên đường đi ra bên đấy thì anh em chúng cháu muốn chia sẻ một lần nữa cái cung đường từ Mèo Vạc đi sang Đồng Văn, một trong những cái địa điểm du lịch cũng rất là nổi tiếng ở trên Mèo Vạc này. À, trên miền Bắc, một cái địa điểm rất là nổi tiếng trên miền Bắc này, và gọi là du khách đến đây rất là đông. Và đặc biệt trong ngày hôm nay cũng là ngày mùng 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh. Các bác ạ, hôm nay cũng là ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thì chắc chắn là cái lượng du khách đến đây cũng sẽ đông hơn mọi ngày. Thì anh em chúng cháu xin mời toàn thể các bác, anh chị và mọi người theo chân anh em chúng cháu xem những hôm nay du khách đến đây như thế nào, và cũng như là cảnh quan ở đây trong những ngày qua thì có cái gì thay đổi hay không nhé các bác nhá. Đây các bác ở phía bên dưới, các bác ở phía bên dưới này là cái ngã ba, một đường là đường hiện tại anh em chúng cháu đang đi ấy, là đường đi vào trên đèo Mã Pì Lèng. Còn cái đường trục phía bên dưới này là đường đi vào trong hẻm Tu Sản đi du thuyền. Đấy, lát nữa anh em chúng cháu là theo cái trục đường chính lên trên này thì ở trên này cũng có nhìn thấy, ngắm được toàn cảnh của cái hẻm Tu Sản luôn. Cô bác thấy là du khách đi phượt rất là đông này, đi xe máy hết thôi, ô tô cũng bỏ lại trên này và chắc là đi thuê xe ôm đi sao. Cái con đường bên này là bảo là đi hấu chua hả ta? Đúng rồi. Phải không á? Phải mà. À, mình còn không chưa đi bao giờ ấy. Kìa, cô bác kìa, có những ngôi nhà ở tận trên đỉnh núi trên kìa. Kia chẳng là nhà ở gì nữa nhỉ? Ừ. Bên dưới là chuồng à? Không biết à, chưa đi đến à? Cái này zoom hơi ấy. Đó, đây 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 đây. Nhìn này nhìn sợ nhỉ? Ngay bên trên vực ấy luôn. Thôi bây giờ xuất phát thôi nhỉ? Đường là bây giờ là đang được làm mới, đường đi xuống hẻm Tu Sản rất là đông luôn nhỉ. Hiện tại đang là giữa giờ trưa là còn người ta còn nghỉ ngơi bớt rồi đấy, không là còn hơn nữa. Cái thời điểm mà mưa lũ, cái thời điểm mưa lũ ấy, cái con suối cạn này là ngập hết cái con đường này luôn. Đúng rồi. Ngập hết cái con đường này luôn. Gọi là suối cạn bởi vì là mùa khô thì nó hết sạch nước. Đấy, còn những mùa mưa thì nước lại cực kỳ nhiều, bởi vì là nó ngoài nước ở trên này xuống thì còn nước nó bị dồn từ những cái khe suối từ trên kia cầu xuống nha, ở trên những cái vách núi trên kia xuống nha. Thế là nó nước này là theo mùa mưa thôi. Mưa thì lại chảy nhiều, linh láng khắp đường này luôn, đã tắc nghẽn giao thông ở đây luôn, không đi được. Và từ cái thời điểm đấy là cái hẻm Tu Sản là phải ngừng hoạt động một thời gian. Thank you.
Đây các bác, những cung đường ở đây hiện tại thì cũng đã được làm mới và sửa sang lại rất là khang trang và đẹp. Cái này, cái lan can này cũng rất là cao, cái này khoảng tầm hơn 1 mét đấy nhỉ. Ở phía bên dưới này, đây các bác này, đồi núi thì dẫn xuống, cái con đường dẫn xuống hẻm Tứ Sản ở phía bên dưới đây. Đấy. Bãi thuyền là ở dưới kia, bây giờ có nhìn thấy có mấy con thuyền ở dưới kia. Mùa này đang là mùa mưa, lũ, nước ở trên đập rất là nhiều và trong xanh nữa. Hiện tại thì cũng theo quan sát của anh em chúng cháu ở trên này đi xuống thì cũng còn là vẫn đang có những chiếc du thuyền, người ta cũng đang chạy khách, chạy đi chạy về. Mỗi một vé là 100.000 là cả đi cả về, lên đến trên kia ngồi chơi một lúc xong là quay về. Đấy, có mấy địa điểm lên cơ. Đi thì đi một thuyền, về thì mình thích lên nhảy lên thuyền nào cũng được. Đấy, cái thuyền cũ đấy người ta sẽ không chờ mình đâu. Và cái con đường ở xa xa phía bên kia, bây giờ ở đây không nhìn rõ nhỉ. Đó là cái con đường ở bên sang bên Thượng Phùng Xín Cái, những cái ở những cái xã biên giới. Và những trận mưa lũ vừa qua thì cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai rất là nhiều. Từ xa xa các bác cũng có thể thấy là có những chỗ bị sạt lở nguyên cả một cả đồi ở tận tít trên kia đi xuống nhiều các bác kìa. Đấy, có cái mảnh màng kìa rất là dài kìa. Đấy, ở cái khu đấy thì ngày trước là có anh Mạnh Nắng Cao Nguyên, cái đợt mưa lũ đấy cũng có đi cứu trợ và chia sẻ cho toàn thể quý vị biết về cái khung cảnh cũng như là cái đợt mưa lũ sạt lở ở đấy. Đấy. Hôm nay thì cái là vào dịp nghỉ lễ cũng được một ngày đẹp rồi. Trời cũng không quá nắng và trong xanh như thế này. Nô chụp ảnh không? Bên này là ở phía bên này là cái panorama, một trong những cái địa điểm dừng chân nghỉ ngơi uống nước và ngắm toàn cảnh của cái hẻm Tứ Sản. Đây, phía bên kia là hẻm Tứ Sản này. Ủa, thuyền đi thuyền về kia đông đấy nhỉ? Đông mà. Nhìn cái chỗ hẻm kia nhìn như thế nhá, xong đi vào sâu trong kia còn đi sâu nữa. Bí thư được đi lần nào chưa? Có được đi. Được đi rồi gì? À, nói thế muốn dìu qua mắt thợ rồi. Có được đi nhưng mà vợ con này không có tiền để đưa đi. À. Trước là đi dò đường để đi cái gì nhỉ? Chạy tour ấy. À, là để làm thuê á? Ừ. À, lúc đấy chưa cùng với anh em đi làm mấy cái này à? Chưa. Đi vào panorama chơi không? Không. Hả? Vào panorama kia là mỗi một vé đi là vào là hình như là 60.000 là cả nước thì như nào ấy. Không nhớ lắm rồi. Em Dương vẫn nhớ có một đợt là có một chị ở bên Canada, chị Tracy, chị sang và anh em chú cháu là cũng có dẫn các chị ấy đi chơi và vào cái hôm đấy là cũng là lần đầu tiên em Dương đi luôn, đi hẻm Tứ Sản này và vào panorama kia. Nhưng mà đợt đấy em Dương cũng có quay phim ghi hình, nhưng mà về sau thì lại do bị lỗi file âm thanh, thế là cũng file hình ảnh cũng bị lỗi, xong là bị mất đi đâu mất, cũng không tiện chia sẻ được. Nhưng khung cảnh hiện tại rất là đẹp luôn. Ở những thời điểm là anh em chúng cháu cũng có vào đây quay phim ghi hình và chia sẻ, nhưng mà lúc đấy thì lại những cái hình ảnh ở đấy lại không được trong xanh và không được đẹp như hiện tại, vì là ngày hôm nay thì cũng trời cũng nắng ráo và cũng trời trong xanh không như những ngày trước nó nắng, nó âm u chứ. Đấm u, bởi vì những cái thời điểm mà anh em chúng cháu qua đây ấy thì hầu như là như kiểu là mùa những dịp mà khai xuân đầu năm này. Khai xuân đầu năm thì anh em chúng cháu hay đưa vợ con đi. Ở đấy là cũng có bí thư già là đưa vợ đi chơi đấy. Thì anh em chúng cháu đi khai xuân thì cũng hầu như là cũng chỉ ở trên này thôi. Ít khi đi xuống cái địa điểm mà hẻm Tứ Sản ở dưới kia để đi du thuyền. Anh em chủ cháu chỉ ở trên này thôi, còn
panorama thằng kia thì nữa. Chắc là bây giờ chúng cháu sẽ đi trao những phần quà của các cô bác cho chỗ chị gái của em Nô trước, còn panorama thì nghe chúng cháu sẽ đi vào sau. Phía bên này là đèo Mã Pì Lèng đấy các bác đây. Lên trên này là cũng là một trong những cái địa điểm chụp ảnh check-in của du khách đến đây. Đây là cái con đường hạnh phúc. Con đường hạnh phúc đây các bác, ở phía xa xa cái chỗ mỏm kia là cũng chính là cái mỏm đá tử thần mà người ta cũng thường hay nhắc đến là ở phía bên đấy. Như ở góc quay này, ở phía bên này các bác cũng có thể thấy là rất là sâu và dốc, nguy hiểm và view cực là chill luôn. Hô chào em. Ừ? Ở nhà dưới này nhưng mà cũng là mình có đi xe được không à? Hả, đường đất à? Đường đất không, xong giờ này sang đây nhìn khác đi. Thằng này nè, lò về nè, tụi trăng cái luôn ấy. Thì hả, ông ông hấp la là thông nhớ học thì em nó kè tháo lý tiêu ông lò về nè. Ông lò nói khó khăn học xí hả, ông thiên lý. Từ đây đi gần đi sao em? Ông tận ni nè. Hả? Ông tiên nó chỉ tóc mọi nè. Qua đường này đi à? Ừ, anh có tóc ni tóc mà. Này này đi. Bạn này lúc trên hả thưa? Lúc tiền hả? Lúc học. À, cái nhà chỗ này luôn à? Lúc học đi hả? Ờ. Còn đâu một hao nữa. Đi cấp gọn cái xe đây. Đây đúng không? Đấy à. Cái bên trên hay bên dưới? Lúc sau, lúc hao. Lúc hao, cái dưới. Cái này thuộc bảy lùng rồi mà. Dạ. Ờ, bảy lùng mà. Chờ gì nữa? Con này ở bảy lùng rồi mà. Ờ, bảy lùng mà. Đồ dựa lưng vào núi à. Nô chưa đến bao giờ nữa nhỉ? Hỏi Nô mãi ở Nô không biết và chị nhà chị ở đâu luôn cơ. Ở dưới này là có bao nhiêu nhà gì? Nên chả lúc chưa? Ôi lúc à? Hai trái thôi. Hai nhà thôi á? Trong trong còn ở nhà không? Đi chở khách. À, chở khách ở bên kia gì? Mù thâu lơi cho y đâu? Mù thâu lơi cho khách. Cả ngày hôm nay kiếm được bao tiền à? Tí chỉ bao, cho anh thâu tỏ rồi. Thế này, và bây giờ đi xuống đi nhỉ? Đi xuống nhà đã. Giờ này đi xe đường mà, xong đi. Hả? À? Đi xe. Đi đường mà nhỉ? Nhưng mà không biết đường đi. Không biết đường. Không biết mà vẫn mò đường lên đến đây. Mấy bước chân là đến gì hay là gì ấy? Gì? Gì phải không? Hả? Là gì đâu? Giờ gì hả? Ồ, có hai cả gì thế. Gì này sinh năm bao nhiêu? Gì á? Ừ. Gì năm nay bao nhiêu tuổi hả gì? 19 tuổi. Ồ. Và bằng cô được rồi. Ai lại già thế? Ồ, thế mình hơn 9 tuổi còn gì nữa à? Đây có hai nhà thôi à? Ở đây có mỗi hai nhà chỗ ở thôi. Hai nhà. Vắng nhỉ? Mà được cái là cũng toàn nhà xây.
Một là nhỏ nhưng mà là nhà xây. Cũng dễ hiểu thôi, vì khu này toàn đồi núi đá, như lấy đâu ra cây để mà làm nhà gỗ. Đúng rồi. Và có cái nét văn hóa đặc trưng, cái nét đặc trưng của bà con ở đồng bào trên này, đó là những cái bờ rào đá như này. Và đặc biệt cái ngôi nhà này, cái bờ rào đá cực kỳ là rộng luôn, từ bên kia sang đây, một vòng 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 đi kia là cái cổng, đằng sau kia tít kia vẫn có kìa. Cái này ừ. cái bờ rào đá này để mà lấy đá làm thì nghiền bột làm nhà thì cũng đủ một cái luôn nhỉ. Riêng việc xếp đá đây chắc cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài. Thật, xếp mà còn giữ được thăng bằng vậy chắc như này cũng phải gọi khó. Nghệ thuật đấy. Nghệ thuật đấy. Nghệ thuật đấy. Nhà nhiều bò chứ. Nó phải đi điên bò rơi xuống đây. Tính như cấp thang rồi. Cái này là bây giờ giả đá này cũng được xây làm hàng chứ. Đây là xây gọi là kiên cố hơn, chắc chắn hơn. Cái này là thêm ít cho cái dính. Được. 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 An toàn hơn. Đấy. Chị nhé. Vâng. Cho cả nhà nhé. Đâu? Anh đi tham quan nhà một tí nữa gì nhá. Nhá. Được không? Mù xà. Thôi thì có một nhà có chó. Không ạ. Chó. Đây là sợi lanh đúng không? Đúng rồi, cái sợi lanh. Cái này là đã. Cái này là chưa làm màu đâu đúng không? Chưa. Nhưng mà để từ sợi lanh này mà kết ra được vải đây nhở, là làm váy này hay là không phải làm váy này đâu ạ? Không ạ? Váy trắng hơn. À, váy trắng hả? Cái này giặt rất là nhiều công đoạn luôn. Cái này là giặt bao nhiêu lần mới được như này chị? Để kết nối được hẳn một sợi lanh dài thôi ạ. Nếu mà muốn để cho nó trắng hơn thì phải giảm thêm lần nữa. Thế là màu nguyên của nó giặt ra sẽ là màu trắng. Ôi nhà rộng phết đây. Hiên nhà rộng nhỉ. Hiên nhà chiêu. Mát. Nhà này bên dưới chính xác là chuồng bò chứ. Hả? Ồ. À bên dưới này chuồng bò thật. Bên dưới chuồng bò mà. Ừ. Đây này cô bác. Đó. Bên trong là chuồng bò. Đấy. Còn nhà chưa đi. Mà xung quanh này thì cảm giác thật sự rất là yên bình luôn. Ngôi nhà thì cũng không được rộng và không được to khang trang lắm. Nói chung là cái thiết kế những mẫu nhà của bà con ở trên này thì nó cũng tầm tầm như này và sẽ nó không được cao lắm. Cái này để mà nó chắc cũng khoảng tầm hơn 7 mét dài thôi nhỉ. Tầm đấy. Tầm 7 mét dài. Hơi thấp và phía đằng sau là dựa lưng vào núi. Thì em Dương đang khá là tò mò một điều. À, bây giờ chắc là không phải tò mò nữa. Bà con ở đây khẳng định một điều là cũng chỉ dùng nước mưa. Đây này, những cái chiếc máng nước đây các bác này. Nên dùng đây lần nán như thế là. Thì có nguồn nước ở đâu chảy về không? Đây chứa mùa mè mè. Mùa cha từ là chứa mùa. Chứa mùa. Chứa mùa. Đại mê tích chứa mùa bác có chứa mùa từ là chỉnh dụ cho nó đen là thế nào. Cái đây là những hào luôn đi là hào luôn đi là chỉ đó chỉ hào anh muốn để lúc khó sau đúng mà biết khó cũng sau tiếc hào người tiếp theo nghĩ khó hơn như nào. Có nghĩa là có cái khe đá dự trữ, có nguồn khe đá dự trữ ống riêng. Đấy, tích tụ dự trữ riêng. Cái khe đấy ở chỗ nào, có ở xa đây không? Lúc hôm này nhớ thế này lấy đấy à thế chỉ cho anh xem đấy, vất vả lắm nhỉ. Đây cái nước này vẫn còn này. Đây nước sạch ấy. Nước sạch. Bên này là mái bếp. À đây này chuồng trâu là làm. Ừ, đây có cửa mình. Cửa vào luôn đấy. Đấy có cái vòi nước này thấy.
Đây là cắm vòi nước từ chỗ khe nước, nguồn nước dưới về. Chỗ này để củi. Ở đây mình lại đấy. Nhớ đến cái hình ảnh của cái đèo trên mấy cái ngôi nhà ở bên trên đèo Xuân Trường trên đấy. Dùng nước như này, đây này. Cái bể giữ trữ nước của bà con ở đây là cũng xếp những viên đá như thế này, xây bao quanh. Và ở bên trong thì chắc là cũng có chát vào một lần nữa để nước không bị ngấm. Bây giờ ừ. Đây tí như này nữa. Thế là nước là chảy từ trong cái khe kia xuống à? Cái này là nước tích tụ nước mưa rồi. Tích tụ nước mưa thôi á? Không tự nhiên chạy có đâu. Không có nguồn. Thế bây giờ nếu mà cái chỗ này mà chảy hết thì nồi đi xuống nước mưa nước dùng nhà anh chị á. Cái nào này? Kỳ đâu đó. Thế bây giờ sử dụng hết cái nguồn nước này thì lấy ở đâu? Dùng tao đi mất đi chú từ đây không? Em đã mi giờ thì tôi là nãy lo mà cũng có hao kho tiền thì cha hao lo tao sau này nhân lo nãy lo rồi mà một cô bố tôi giờ thì cô tôi chỉ một tiền mà một ai tối tát đó. À, nếu mùa khô không có hẳn đấy thì sẽ sang bên kia qua chỗ kia này. Đi sang bên ủy ban, ở bên kia có một cái hồ treo. Đúng rồi. Hồ treo Tà Lúng ấy. À, Pài Lúng. Pài Lúng. Ở ngay gần ủy ban kia có một cái hồ treo là sẽ đi chở từ can một ở bên đấy về. Đấy. Cũng khó khăn đấy nhỉ. Nói chung là ở đèo trên vùng cao núi đá này thì nguồn nước là một trong những cái vấn đề rất là nan giải của bà con ở trên vùng cao này. Cực kỳ là khó khăn. Đây cũng chỉ là dự tích trữ nước mưa thôi. Ba giờ cần thì mới gia đình mới lấy cái vòi này. Chắc là lấy cái thanh củi đấy đè xuống và để hút nước đi xuống để sinh hoạt. Và có thêm một điều nữa là em Dương thấy là nước cũng không được đảm bảo vệ sinh cho lắm. Cái này mà có plo với lại tôm. Plo phải 2 tấm. Đấy. Thêm một cái thanh cây ngang ở đường giữa đó. Ừ. Là sẽ giữ được không lá không rơi vào cũng như là giữ sạch sẽ hơn. Đúng rồi. Chính ra như thế này là hay độc đáo nhỉ, cái bể đẹp. đi xuống đi. Nhà có nuôi nhiều lợn không em? Hả? Cô chung vua to này. Cái này mà không kéo vòi mà lên trên lên tầng trên này để mà lấy nước thì chẳng mỗi một lần lấy sách được một gáo. Bị chẳng đi chẳng hơi thì chẳng thấy được những khó khăn của bà con ở đây. Đây cái chất đốt chính của bà con chắc cũng chỉ bằng những cây thân ngô ở đây. Vì đây là cũng có một cái gian chứa củi nhỏ nhỏ như thế này, còn là những cây thân ngô. Và sau khi mà thu hoạch ngô xong thì bà con sẽ chặt cái cây thân ngô về để giữ chữ để mà đun nấu. Xong rồi mình nghe mấy tiếng con bò thì nhà nuôi nhiều bò không? Đi, nhà nuôi bao nhiêu con bò ấy? Ăn tàu kiếm nhiều này. Hả? Không. Ông bà đi đâu rồi? Vào nhà mua thịt chăng? Đá lòng ạ. À. Vào chê. Đi, vào đi. Nó bất ngờ. Đây gì nhá, hôm nay thì anh cũng có vào đây thì cũng có cái phần quà. Thứ nhất là của bà Ngô Thị Tị, bà trước đây cũng có gửi cho em có vài lần rồi. Còn vừa rồi này bà cũng tiếp tục gửi về cho em một ít quần áo cho em với con nữa ở đây nhé. Thì hôm nay vào đến đây thì anh cũng có trích từ cái quỹ của chú Kevin Trần.
cũng có thêm mua thêm một ít gạo cũng như là muối, hạt nêm cũng như là một hộp sữa ở trong này cho con em nữa nhé. Nó đi bên lò đi mua từ cây từ bò thầu nửa làm thang cũng mua lần trước xem nên nên chắc thang là cũng ít khó khăn cho chú cũng nhiều thế nên là nó đi bên lò mua từ chín giờ biết được là rồi nó khó nhỉ được cũng để cho thành họ chế bò chú thì là con đi mới à con mình như cũng khó từ nhiều thế mà con chế ở hành xuất ôi trời đâu từ trên nhà nữa tranh ban tàu ít khoản nữa tranh ba phụ duy lương mì phụ tùng mỹ ra theo ôi trời đâu nữa. Vâng, đây là những lời cảm ơn của em Di. Em cũng rất là cảm ơn tất cả cậu bà Ngô Thị Tị cũng như là chú Kevin Trần đã gửi những cái khoản hỗ trợ này để giúp đỡ cho gia đình. Thì em không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn bà cùng với lại chú ạ. Xin được kính chúc các cô bác thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Còn đâu con của em đi đâu à Di? Bao nhiêu này? À ngủ rồi. Được mấy tháng rồi nhỉ? Chắc là 6 tháng tập lì đấy. Hơn 6 tháng. Mình cũng đoán tầm đấy. Anh cũng có mua sữa loại tầm đấy. Trước cái loại này thì trước anh có mua vào cho mấy lần rồi thì bây anh không hướng dẫn cho nữa nhé. Cho đi phòng. Thế là kia, bây giờ mà sẽ có cua hồng đó. Mình đã có. Nên là còn nhớ cách pha không? Vẫn nhớ mà trước cũng còn dậy mấy lần rồi chắc vẫn còn nhớ thôi. Thế thì hôm nay là gia đình là cũng ông bà là cũng không ở nhà nữa thì cũng có vào đây thì cũng chia sẻ với nhà của gia đình nhà em Di cho toàn thể các cũng bác biết như vậy. Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, anh em chúng cháu ở trên đường dài quay về nữa, chắc chúng cháu cũng xin phép được dừng video này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý các bác ở cái video tiếp theo ạ.